Đây loại đồ này, hay đồ Hàn Quốc này. Đấy. Ba con này. Đợi tí. Nhiều quá lắm kịp. Không lắp đấy này. Hôm trộm lắp chứ. Từ đi học ở nhà Trung Khánh, phải ngon ở nhà Trung Khánh đó chứ mày. Nhà của bạn đấy nè. Bà má. Quán nó có dễ chứ. Nhà Trung Khánh chứ. Dạ, cả đất ngựa quá. Trung Khánh Trung Quốc á. Trung Khánh Lao chứ. Đúng rồi, Trung Khánh Lao chứ. Ở đây hột đấy chứ, mới phải lát mốt này này. Chị đó. Ta thấy nhà đấy á mày. Ngoài được một mù đây thôi. Mở trốn đi. Lên lạc có hẳn. Trốn đi đưa một hột đấy chứ. Mà có lẽ phải đưa bố xuống đờ đừng đó. Mù xuống, anh mù, nhà anh mù. Cả nhà anh mù thì về nhá. Mở mù. Thôi đây đi, lên đây nhặt lên rồi đi. Đi chung. Để tụi lên đấy. Tụi lên đây rồi. Hòa ấy chứ. Đi nhặt bò đó. Đó trong ba lô luôn. Đói mù đó, đổ ba lô anh. Nhặt đi về bán đi tụi mua thịt bò bán. Hòa đầm đâu đâu đi. Thế là những nạt thật to đấy. Anh nhìn nạt thật nhỏ rồi kia. Quá nhìn nạt thật nhỏ đấy chứ. Hoặc cái như cái ăn thịt nước này. Thấy chứ. Hoặc này cái nó quả to lắm. Không rơi lùng trong cái vò này quả to này. Đổ quá nhỏ ấy. Đổ quá nhỏ lại có